Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Có nên trả tiền mua video vi phạm giao thông? Thưa quý vị và các bạn, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục Phó Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết sẽ đề xuất cơ chế trả tiền cho người dân để mua các hình ảnh video vi phạm giao thông làm căn cứ phạt nguội người điều khiển phương tiện. Theo kết quả khảo sát, đến ngày 23 tháng 4 có 69% người tham gia trả lời đồng ý việc công an trả tiền cho dân để có dữ liệu xử phạt nguội. Kết quả này phần nào cho thấy người dân ủng hộ đề xuất nêu trên. Sử dụng dữ liệu từ camera hành trình hay hình ảnh người dân cung cấp để làm căn cứ xác minh vi phạm quy định về giao thông đường bộ đã được thực hiện lâu nay, bao gồm cả nguồn tin trực tiếp và tiếp nhận thông qua các trang nhóm trên mạng xã hội. Hiện các nguồn thông tin này đang được cung cấp miễn phí và tiềm ẩn nhiều rủi ro về tính bảo mật đối với người quay, đăng tải hình ảnh vi phạm hoặc độ chính xác tin cậy chưa cao, khiến cơ quan chức năng mất thời gian, nhân lực để xác minh. Việc phát hiện xử lý ngăn ngừa các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ là nhiệm vụ của ngành cảnh sát giao thông để hỗ trợ và giảm tải cho lực lượng này trên các tuyến lớn hay các trục giao thông quan trọng. Hệ thống mắt thần camera đã được lắp đặt và phát huy hiệu quả tốt. Để hỗ trợ và giảm tải cho lực lượng này trên các tuyến đường lớn hay các trục giao thông quan trọng, hệ thống mắt thần camera đã được lắp đặt và phát huy hiệu quả tốt. Tuy nhiên, không phải cung đường nào cũng có lực lượng chức năng túc trực hay lắp đặt được camera giám sát để kịp thời phát hiện vi phạm. Lâu nay, việc huy động nguồn thông tin từ người dân đã được thực hiện, nhưng đang trên tinh thần tự nguyện, chưa có cơ chế khuyến khích. Mua lại hình ảnh video từ người dân để xử lý các vụ vi phạm giao thông không phải vấn đề mới, mà đã được các nước thực hiện từ nhiều năm nay. Bạn đọc Anh Văn sống ở Mỹ thông tin qua báo Dân Trí, thành phố New York đã xử phạt 2,3 triệu đô la Mỹ đối với các chủ xe tải chạy không tải trong khoảng thời gian nhất định theo một quy định được thực hiện từ năm 2019 tới nay. Khoảng 600.000 đô la Mỹ trong số tiền trên được trả cho người cung cấp hình ảnh, clip phương tiện vi phạm. Nếu đề xuất của Cục Cảnh sát Giao thông được thông qua, nghĩa là hình ảnh, clip vi phạm giao thông trở thành một bằng chứng có giá trị, không chỉ các nhà chức trách mà với cả người cung cấp. Do vậy, cần phải có những quy định cụ thể về cơ chế trả phí cho bằng chứng này, bao gồm sự chính xác tin cậy. Người cung cấp bằng chứng phải chịu trách nhiệm đối với thông tin mình cung cấp, tránh việc thông tin bị cắt ghép, gian dựng, không đúng sự thật. Cùng với đó, nguồn kinh phí để mua hình ảnh vi phạm được lấy từ đâu và mức chi trả cho mỗi hình ảnh clip có giá trị xử phạt cũng là vấn đề cần làm rõ. Trong khi ủng hộ đề xuất của đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, chúng ta cần tính đến nguy cơ phát sinh tình trạng đua nhau ghi hình vi phạm trên đường phố. Cơ chế trả phí cho các hình ảnh, video vi phạm giao thông có thể dẫn đến nguy cơ xâm phạm hình ảnh cá nhân người khác, vì lúc đó có thể nhiều người sẽ tìm mọi cách ghi các hình ảnh vi phạm để được hưởng mức phí theo quy định. Như vậy, để biện pháp trả phí cho hình ảnh vi phạm giao thông đảm bảo tính khả thi và nhận được sự đồng thuận của xã hội, yếu tố bảo mật thông tin người cung cấp cũng như quyền hình ảnh cá nhân của người tham gia giao thông nói chung, người vi phạm giao thông nói riêng cần được tính đến và có quy định chi tiết. Người viết đồng tình với đề xuất của lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông về việc mua hình ảnh, clip vi phạm để làm căn cứ xử phạt nguội. Vì suy cho cùng, đây là một trong những biện pháp góp phần đảm bảo an toàn trật tự giao thông, khiến các tài xế ý thức cao hơn khi cầm vô lăng. Nếu anh không muốn bị người khác ghi hình và cảnh sát phạt nguội thì phải chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông khi lưu thông trên đường. Cơ chế trả phí cho các video vi phạm giao thông nếu vận hành lành mạnh là sự khuyến khích và bồi dưỡng cần thiết cho người cung cấp bằng chứng vi phạm giao thông, qua đó góp phần xây dựng ý thức tuân thủ luật pháp trong xã hội. Thêm bảo bối phát hiện xử lý tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 4 này, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 12 KLTVK về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực với nhiều điểm nhấn rất quan trọng. Một trong những nội dung đáng chú ý trong kết luận số 12 là Bộ Chính trị yêu cầu kiên quyết, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Yêu cầu này ngay lập tức đã nhận được sự đồng tình, nhất trí, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Theo giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, quyết tâm của Bộ Chính trị của Trung ương gần đây trong việc đẩy mạnh chống tham nhũng rất được lòng dân. Theo giáo sư, muốn xây dựng văn hóa không tham nhũng thì không có gì tốt hơn là giáo dục về đạo đức, thực hành đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính.
nhất là trong Đảng, trong đội ngũ cán bộ, công chức có quyền phải rất chú trọng giáo dục danh dự liêm sỉ. Khi biết nhục vì rơi vào tham nhũng thì người ta tự bảo vệ mình và tự khắc có khả năng chống được tham nhũng. Mặt khác, giáo sư Hoàng Chí Bảo cũng lưu ý đến việc phải kiểm soát chặt chẽ quyền lực bằng các chính sách, cơ chế để không dám tham nhũng và không thể tham nhũng được. Tức là có hàng rào, luật pháp rất chặt chẽ và để không ai muốn tham nhũng vì phải trả giá rất đắt cả về cuộc sống, sinh mệnh và danh dự suốt đời. Giáo sư Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh đến việc kết hợp tốt đức trị và pháp trị, nhất là đề cao pháp trị trong xây dựng nhà nước pháp quyền thì cán bộ mới không dám tham nhũng. Chưa hết, một trong những nội dung không thể không nhắc đến được nêu ra trong kết luận số 12 KLTVK là từng bước mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Trước đó, khi thảo luận về dự thảo luật phòng chống tham nhũng ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, nhiều đại biểu đã ủng hộ việc cần mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước, bởi những khoản hoa hồng, lại quả mà doanh nghiệp phải trích để chi phí cho việc bôi trơn, chống trượt hợp đồng theo phương thức thỏa thuận ngầm chính là hành vi tham nhũng trong khu vực tư. Theo một số chuyên gia, cùng với việc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng trong các cơ quan nhà nước, thì việc mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước sẽ là hai gọng kìm ở cả khu vực công và khu vực ngoài nhà nước, đảm bảo công tác phòng chống tham nhũng được triển khai toàn diện, hiệu quả hơn, tạo ra môi trường phát triển bình đẳng, lành mạnh. Bởi thực tế cho thấy, tham nhũng trong khu vực tư không chỉ xâm phạm hoạt động đúng đắn của các tổ chức doanh nghiệp trong khu vực, mà còn ảnh hưởng đến khu vực công. Trong một số trường hợp, khu vực tư chính là nơi trú ẩn, rửa tiền của những hành vi tham nhũng trong khu vực công. Thậm chí, tham nhũng trong khu vực tư ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ nền kinh tế, đến người tiêu dùng sản phẩm và làm do dự các nhà đầu tư nước ngoài đến với Việt Nam, vì không thể dự đoán trước được những chi phí không chính thức có thể phát sinh. Rồi tình trạng doanh nghiệp thân hữu, doanh nghiệp sân sau với nhiều ưu ái bất bình thường đã được đề cập từ lâu. Điều này được thể hiện rất rõ khi thời gian qua chúng ta liên tiếp chứng kiến nhiều lãnh đạo các tập đoàn tư nhân bị khởi tố bắt giam để điều tra làm rõ các hành vi phạm tội có tổ chức, rất tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Gần đây nhất chính là vụ án liên quan đến kit xét nghiệm của công ty Việt Á vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Hàng chục lãnh đạo cán bộ, doanh nhân, kế toán vướng vào vòng lao lý với số tiền hoa hồng quá lớn. Nhiều cán bộ cấp tướng bị xử lý kỷ luật với hình thức nghiêm khắc khi mắc khuyết điểm, vi phạm và cả cán bộ cấp cao đang đối diện mức kỷ luật do vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Vụ án này chỉ là một trong những biểu hiện của sự bắt tay, thỏa thuận ngầm giữa những đối tượng khu vực ngoài nhà nước và khu vực công để trục lợi. Do đó, việc từng bước mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước của Bộ Chính trị là yêu cầu rất cấp thiết khi mà vòi bạch tuộc tham nhũng khu vực ngoài nhà nước đã len lỏi, cấu kết chặt chẽ với những kẻ suy thoái biến chất trong khu vực công. Nếu không kịp thời phòng chống tham nhũng ở khu vực tư thì công cuộc phòng chống tham nhũng của chúng ta như đi lò cò một chân mà thôi. Vì thế mà kết luận số 12 của Bộ Chính trị cũng lưu ý tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí phù hợp với hoạt động đặc thù của các cơ quan phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong chính các cơ quan này. Kết luận cũng nhấn mạnh khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng lãng phí, tiêu cực, nhất là cơ chế kiểm soát quyền lực trong các lĩnh vực hoạt động dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, trong đó khẩn trương rà soát, khắc phục những sơ hở bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán. Đây chính là những lĩnh vực nóng trong thời gian qua khi hàng loạt quan chức ở nhiều địa phương cũng như doanh nghiệp, cán bộ sai phạm phải hầu tòa, bị bắt và nhận những bản án nghiêm minh. Chúng ta tin tưởng rằng với rất nhiều vấn đề được yêu cầu rõ ràng, cụ thể trên tinh thần phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chắc chắn công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ ngày càng hiệu quả, thiết thực. Điều tra việc thủy điện tích nước lòng hồ làm chết hơn 25 ha rừng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 4, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum thông tin đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng liên quan đến việc tích nước lòng hồ tại thủy điện Thượng Kon Tum làm cây rừng chết khô. Trước đó, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng tại khu vực lòng hồ thủy điện, các đơn vị chủ rừng đã phát hiện rừng đang quản lý bị ảnh hưởng, chết do tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum nên báo cáo lên cơ quan chức năng. Qua kiểm tra đánh giá hiện trường,
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng xảy ra tại lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum, huyện Con Plong, Kon Tum, khiến hơn 25 hecta rừng bị chết khô. Theo đó, thủy điện Thượng Kon Tum có hành vi tích nước lòng hồ, ngăn dòng chảy, khiến nước dâng ngập gây úng làm cây rừng chết khô với diện tích 25,36 hecta rừng xảy ra tại các tiểu khu 401A, 406, 407, 411, 412, 413 thuộc lâm phần của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Con Plong. Tiểu khu 410 do Ủy ban nhân dân xã Đắc Tăng, huyện Con Plong quản lý và tại tiểu khu 451 thuộc lâm phần công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Con Rẫy quản lý. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.